Bạn gì đấy ạ? Bạn gì vừa tặng quà cho em đấy? Bông. Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu, ta đã trao nhau ước thề. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi. Em đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Em đang ăn kẹo mà em chờ nó văng cục kẹo ra mọi người ạ. Em nhai cả cho hết ạ. Anh muốn có em ở trong khu xây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy, em có biết anh đang thế nào không. Mắt của anh không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì em. Và nếu em có nghe những lời anh đang nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Em cảm ơn chị Bông nhá. Bài tiếp theo sẽ là bài gì ta? Nhìn mặt em rất phúc hậu à? Ôi trời ơi, khoái khoái. Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu, ta đã trao nhau ước thề. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi. Em đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài, lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa. Anh muốn có em ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy, em có biết anh đang thế nào không. Giọt nước mắt của anh không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì em. Và nếu em có nghe những lời anh đang nói thì em hãy nhớ đến anh người nhé. Mình thấy có cái bạn nào yêu cầu bài Đào Nương rất nhiều nhá. Được không? Bài đó được không? Vũ trụ trong anh nữa hả? Được không? Ngôi sao cô đơn. Cô đơn em không biết hát. Anh muốn có em ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa.